Em bé này có thể nghe em chơi gì? Rồi, xin mời em. Rồi, em ngã xuống lên. Rồi. Rồi, một rồi. Cho em một lần nữa thôi nha. Để cho các em khác có cơ hội được chơi nha. Quý vị phụ huynh xin chú ý là em nào trên 3 tuổi xin mời chơi đều bên đối diện của chúng tôi ạ. Thu dẫn bên đây.